Cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh vừa có kết luận giám định mẫu bò viên của công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Sinh, hoàn toàn làm từ cá và thịt trâu. Bên cạnh đó, chất phụ gia trong bò viên có ure là chất không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm. Điều đáng nói là các sản phẩm của Việt Sinh đã được bán tại các siêu thị ở thành phố Hồ Chí Minh trong một thời gian dài. Trong hai mẫu bò viên Gogo và bò viên Melian mà lực lượng chức năng kiểm tra và lấy mẫu tại công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Sinh có trụ sở tại đường tỉnh lộ 10, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, tất cả đều không có ADN của bò mà chỉ thấy ADN của cá và thịt trâu. Bên cạnh đó, 6 mẫu bò viên của công ty này còn có hàng loạt các phụ gia hóa chất không nằm trong đăng ký chỉ tiêu chất lượng ghi trên bao bì, trong đó có hàm lượng khá lớn ure, đường siêu ngọt. Đây là các phụ gia bị cấm dùng trong chế biến thực phẩm. Được biết các sản phẩm trên đã được bày bán tại các siêu thị lớn ở thành phố Hồ Chí Minh như Co-op-mart, Bixi, Lotte Mart. Hiện các siêu thị đã tạm ngưng kinh doanh, thu hồi và trả lại một số sản phẩm của Việt Sinh. Thông tin về vụ việc này sẽ được các phóng viên truyền hình bỏ đi. Bỏ câu cuối nha anh. Hoạt động đa cấp biến tướng thường hướng đến đối tượng thu nhập thấp, trung bình, mong muốn làm giàu nhanh. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể nhận diện được hành vi bán hàng đa cấp biến tướng. Điều này đã gây hậu quả nặng nề cho người tham gia và dư luận xã hội.